Con kính bạch Thầy, con được người ta nói là con có quý nhân phù trợ, trợ giúp cho con nhiều thứ trong cuộc sống, nên nhiều khi con cũng thấy yên tâm trong mọi công việc. Nhưng con bạch Thầy, con không biết điều đó có đúng hay không ạ? Con kính mong Thầy trả lời giúp con. Con xin tri ân công đức trên Thầy. Đấy, chúng ta thường nói là người này số có quý nhân phù trợ, nghe không? Hay là người này số đào hoa, hay người này thế nọ thế kia, nghe không? Thế thì quý nhân phù trợ nghĩa là gì? Quý nhân nghĩa là cái người quý, người tốt, phù trợ là giúp đỡ cho mình. Thế thì làm sao mình gieo cái nhân gì để kiếp này mình có được quý nhân phù trợ? Chắc chắn kiếp trước mình phải gieo cái nhân giúp đỡ mọi người. Mình phải giúp đỡ mọi người, phải biết bảo vệ, che chở cho mọi người. Thì kiếp này chúng ta sẽ được người giúp đỡ. Nhá. Kiếp trước mình thường làm những việc tốt đẹp. À, thì kiếp này, cái người đấy, người ta tái sinh ra trở lại, người ta sẽ tìm cách ta giúp mình. Đó. Thì thưa với đại chúng là để có quý nhân phù trợ, nhất khoát mình phải trở thành một người tốt. Mới được, nghe không? Mình phải có những nghĩa cử tốt đẹp, mình phải sống có nhân, có nghĩa, có thủy, có chung. À, đấy, người ta gọi thế, người ta gọi là có đạo đức. Thì kiếp này ta mới hy vọng có người phù trợ cho mình. Đó. Kiếp trước mình giúp người, kiếp này người ta tái sinh lại có người giúp mình. Nha. Đấy là nguyên nhân của cái việc người kiếp này được phù trợ. Đó. Thế còn trong kiếp này ta làm sao để có người phù trợ? Thì ngay kiếp này ta cũng phải bắt đầu biết sống tốt. Ta thường giúp đỡ mọi người, ta thường chia sẻ khó khăn và giúp đỡ với mọi người. Đó. Thì chúng ta sẽ có người giúp đỡ. Đấy. Cũng giống như bản thân Thầy thế, Thầy thường giúp đỡ mọi người, cho nên đến lúc Thầy cần, Thầy khó khăn là mọi người lại tự nhiên đến, rất là đông. À, đấy, thì Thầy mới làm được công trình thế này. Anh chị em hiểu chưa nào? Những con người mà sống gọi là một mình chẳng bao giờ giúp đỡ ai, không bao giờ chìa tay giúp đỡ ai, không bao giờ hy sinh vì ai cả, thì làm sao mà có được người giúp đỡ, có được người tốt giúp cho mình nhé. Cho nên Phật dạy để có được cái quả là có quý nhân phù trợ thì mình phải gieo cái nhân mình thường xuyên biết giúp đỡ, biết hy sinh vì mọi người, sống vì mọi người, biết lo lắng cho mọi người, quan tâm đến mọi người, yêu thương mọi người, mình sẽ được giúp đỡ. Không có cái gì khác ngoài cái nhân này. Thế nha.